Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh thành thật. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, trong sóng gió gia tộc cái drama này đến giờ chúng ta cũng không biết đến ngày nào sẽ chấm dứt hoàn toàn và pháp luật nghiêm minh sẽ trừng trị những người đúng theo luật, không các bạn ha? 26 tháng 10 này thì chúng ta sẽ biết được tòa án sẽ xử như thế nào nữa đây. Ai nấy đều nôn nức và háo hức đợi tới cái ngày đó nữa. Trong cái sóng gió gia tộc thì cũng có rất nhiều người lên tiếng. Nhất là nghệ sĩ Lê Tính, một người nghệ sĩ ở hải ngoại nhưng không thể im lặng được nữa khi nhìn những cái hành động mà trơ trẽn và những người ức hiếp đứa con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thân cô thế cô, cho nên Lê Tính cũng đã có một tiếng nói để lấy lại công đạo và công bằng cho Hồng Loan. Hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ một bài viết của nghệ sĩ Lê Tính trong sóng gió gia tộc với cái chữ là tiên. Tiên nghe, tiên cô hay là tiên tiên, bà tiên. Ngày xưa chúng ta nghe nói cái chữ bà tiên là nhiều lắm không các bạn ha? Nhắc tới chữ này, người ta nghĩ ngay đến một nhân vật với nhan sắc xinh đẹp, phép thuật nhiệm màu. Tấm lòng nhân hậu luôn giúp đỡ những người hoạn nạn, sức yếu và thế cô. Trong các câu chuyện cổ tích, trong các vở diễn trên sân khấu cải lương và kịch nói. Phim ảnh, mỗi khi vai chính diện gặp nguy hiểm, nhiều tác giả sẽ cho nhân vật tiên xuất hiện. Bạch tiên ngay chứ không phải là tại sao con khóc, cái đó là ông bụt nha, cái này là bà tiên nha. Nhưng bà tiên thì có người cũng đẹp và có bà tiên thì cũng có nhiều bà tiên thì nó cũng lạ lắm, có nhiều bà tiên thì lại nói đớt, nói không có rõ ràng, nói mà ác tâm nữa, khẩu Phật và tâm xà nữa. Đó là theo sự suy nghĩ của nghệ sĩ Lê Tính đó nha. Tại sao phải như vậy thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ bài này. Lúc đó khán giả sẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ tin rằng nhân vật mình yêu thích sẽ được giúp đỡ, sẽ vượt qua nguy hiểm và sau đó làm một cái kết đầy tính nhân văn. Đó là tiên qua lăng kính của nghệ thuật. Còn mà qua dòng đời sự thật thì như thế nào hả nghệ sĩ Lê Tính? Trong cuộc sống đời thường, có những mảnh đời vì bệnh tật, vì neo đơn, vì hoàn cảnh, vì ly tán gia đình, vì không có điều kiện nên phải chịu cảnh ăn nhờ ở tạm dưới gầm cầu vỉa hè, phải nương thân ở các mái ấm tình thương, các trung tâm bảo trợ xã hội, các mạnh thường quân, những người đóng góp bảo trợ về vật chất rồi về tinh thần. Họ chính là những vị tiên của những người khốn khổ. Trong câu chuyện của Hồng Loan, cô công chúa nhỏ của cố nghệ sĩ, mà nhiều người, ngay cả nghệ sĩ Lê Tính, rất thương yêu và đặt tên Hồng Loan là thích nữ cam chịu. Cái gì cũng chịu đựng hết. Những vị tiên đến với cuộc đời của em ấy chính là Má Tư nè, Xuyên nè, Ni nè, Luân nè, Tinh nè, Phương, Vũ, các cô chú, anh chị em YouTuber và tất cả quý cộng đồng mạng đã ủng hộ và lên tiếng bảo vệ cho em ấy. Tiên đại diện cho sự lương thiện, đem đến những điều tốt lành. Tiên là niềm mong đợi của mọi người, là sự kỳ vọng, là hạnh phúc, là niềm vui. Trong câu chuyện Sóng Gió Gia Tộc xuất hiện một nhân vật cũng được gọi là tiên, nhưng đây là một tiên mắt đọa, heo nái, đầu thai, một con tiên quái đản, quái thai và quái gở. Mà có một lần tôi cũng đã từng nghe nghệ sĩ Vũ Linh gọi là tiên ngáo. Quái đản là chuyên làm những việc lạ lùng không bao giờ có. Tự nhận nghe là một soạn giả, nhưng tên tuổi chẳng ai biết đến. Những sản phẩm làm ra lại không được ai quan tâm. Các nghệ sĩ không ai nhắc tới.
phải dựa vào tên tuổi của một nghệ sĩ tài danh để ép khán giả bỏ tiền mua những sản phẩm của mình. Tự nhận là người có ăn học, có trình độ, nhưng mở miệng chỉ toàn là lời sỉ vả, nhục mạ, đặt điều vu khống, lý lẽ phản ngược, ngang ngược, phản biện, vô lý, văn phong, ngôn từ và bất lịch sự, thô lỗ, luôn tìm cách xúc phạm người khác và lúc nào cũng đính kèm hai chữ anh Linh, anh Linh, anh Linh. Tự nhận là người thân của cố nghệ sĩ, muốn đem hình ảnh của cố nghệ sĩ đến gần khán giả nhưng qua hành động thu âm lén, cắt ghép bất hợp pháp, càng ngày càng làm cho cố nghệ sĩ xa rời một số khán giả, và những đoạn thu âm này đã làm cho một số anh em nghệ sĩ nghi ngờ lòng tin đối với lại nghệ sĩ. Luật sư của Hồng Loan mấy ngày qua kêu gọi cộng đồng mạng sưu tầm tất cả những hình ảnh, clip, tư liệu quý của cố nghệ sĩ để khán giả có thêm nhiều ký ức đẹp về một ngôi sao sân khấu. Ngược lại, những người tự nhận là gia đình, là giọt máu lại ủng hộ đồng tình cho việc tung những đoạn ghi âm lén để ảnh hưởng tới danh dự của anh và của cậu mình. Một người đã ban cho họ sự sống và cả tư cách làm người, họ bất chấp thủ đoạn, họ sẵn sàng đánh đổi danh dự của cố nghệ sĩ để đổi lấy quyền lợi cho họ. Họ kiếm tiền từ thân xác, hình ảnh, mộ phần và bây giờ luôn cả danh dự của một người đã khuất, họ cũng không tha. Ôi cái tình anh em, cái tình cậu cháu, cái tình tri âm tri kỷ của họ thật đáng ghê sợ và kinh tởm. Cũng không sai không các bạn ha, qua những việc làm của họ mấy tháng vừa rồi, từ cái tiền quyên góp rồi phúng điếu, họ quyết định không bao giờ chịu sao kê. Họ nói rằng họ từ đó đến giờ đám tang ở Việt Nam không sao kê, họ không sao kê tại vì gia đình của họ làm, chứ không phải là một cô cháu ngoại tộc đứng ra thầu cái đám tang. Và họ đã kêu gọi quyên góp trước khi cố nghệ sĩ ra đi. Còn cái sự bất nhân nào hơn nữa hay không? Một con người không địa vị xã hội, không hiểu biết về luật pháp, vô đạo đức, vô văn hóa, lại cho mình cái quyền quyết định nhân thân của một người. Một người đó đã được pháp luật công nhận, xã hội thừa nhận, chính cha em ấy thừa nhận. Loại người này đang từng ngày từng giờ gieo vào đầu những thế hệ hậu sinh những khái niệm lệch lạc về nhân cách sống của một người lương thiện, đồ quái dị, quái thai, hình thù không giống con người, quái vật lạ. Không có một người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Còn người này chẳng những không biết làm đẹp mà còn đem cái xấu của mình hăm dọa, đàn áp tinh thần người đối diện. Sắc diện thì hung dữ, thần thái gian xảo, nói năng lỗ mạng, lúc nào cũng tức tối hậm hực, giống như một con thú điên, một con vật dại, miệng sùi bọt mép, điên cuồng cắn xé người khác không cần bất cứ nguyên nhân nào. Bám vào danh tiếng của cố nghệ sĩ để mưu sinh, bám vào danh tiếng của cố nghệ sĩ để kiếm lợi, bám vào danh tiếng của cố nghệ sĩ để chứng tỏ quyền lực, bám vào danh tiếng của cố nghệ sĩ để bôi bẩn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của anh ấy. Loại người này gọi là quái thai, nhưng không phải quái thai bình thường, gọi chính xác là quái thai ký sinh trùng. Quái gở những gì kỳ quặc và lạ lùng. Nhắc tới tiên, ai cũng mong đợi chào đón, sau đó là cảm ơn và lưu luyến. Cũng là tiên mà khi nhắc tới, cộng đồng mạng trên thế giới, từ giới trí thức tới thành phần lao động, ai cũng sỉ vả và khinh miệt, bị so sánh ngang hàng với loại động vật bốn chân bị bệnh tai xanh, không ăn cơm mà suốt đời ăn cám, tuyên truyền những điều sai trái ủng hộ cho những người vô nhân thất đức, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đạo đức trong gia đình và xã hội.
không liên can tới họ hàng, không khả năng trình độ để được làm người phát ngôn hợp pháp, cũng không phải là người bảo hộ, mà do chứng rượu được lâu ngày thiếu hơi trai nên hậm hực hùng hổ lên mạng thành lập cái chợ chửi để kiếm view. Nghệ sĩ Lê Tĩnh viết cái câu này à, lâu ngày rượu được chửi hết người này rồi tới người khác, bất kể già trẻ bé lớn, anh chị hay hàng con cháu, chửi bất chấp, nói sau bất chấp, vu khống bất chấp, thách thức bất chấp, bất chấp lý lẽ, không cần lý do luôn. Chửi cho đã cái miệng, chửi cho thỏa cái nư, chửi cho quên luôn cái cô đơn thiếu thốn. Thiếu thốn vì trong căn nhà đó chưa bao giờ có giây phút được nghe tiếng mẹ ơi, và trên giường kia đã từ lâu rồi không còn được nghe tiếng vợ ơi. Một con người lúc nào cũng tự vạch trần, phơi bày sự thiếu hiểu biết, ngang ngược, những hạ lưu đê tiện mà mình đang độc chiếm hết phần của thiên hạ, đúng là đồ quái gở. Rồi cuối cùng câu chuyện sóng gió gia tộc sẽ được giải quyết bằng luật pháp hiện hành, hay sẽ được giải quyết bằng quái gì quái thai và quái gở của bà tiên này? Kính thưa bà soạn giả Tự Phong, đóng ngoặc mở ngoặc còn tiếp nghe. Cái là bài này còn tiếp nữa nha. Và có lẽ bài sau sẽ là cái chữ thương, cái bài này là chữ tiên. Và chúng ta để xem một số lời bình luận như sau các bạn ha. Hoa Hiền thì nói ngắn gọn thôi, chỉ biết nói cảm ơn anh rất nhiều, anh Lê Tĩnh. Thu Huyền Nguyễn, không biết nói gì hơn anh à, phải nói là quá hay. Và rất nhiều người thả tim cho Lê Tĩnh như là Ngọc Ngân, Hoa Ngọc Nguyễn, Thanh Thủy, Trâm Nguyễn, Thí Nguyễn, Kim Lợi Nguyễn, Hà Ngọc Diễm Loan, Thi Trần, rất nhiều lắm các bạn ơi. Hoa Hồng thì nói bài này hay nhất trong những bài hay nhất, ủng hộ nghệ sĩ Lê Tĩnh, chúc anh nhiều sức khỏe để viết những bài hay và bổ ích. Kim Thu Võ, chào anh Lê Tĩnh, chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng sóng gió gia tộc, bảo vệ lẽ phải, phản biện những cái sai. Cảm ơn anh thay lời 98 triệu dân Việt Nam, đó những lời muốn nói, ủng hộ anh như ủng hộ Hồng Loan. Ở đây có tất cả là 505 lời bình luận và 53 lượt chia sẻ, và ngón tay đưa lên thích thì đã có tới 2.800 người lên. Rất là nhiều các bạn ha. Dì Bè Lê cũng là chửi, nhưng mà tính chửi rất hay và rất đúng, quá giỏi luôn. Có nhiều người chửi người ta cứ ghét ghét, không ai thích nghe người này chửi người kia chửi, nhưng mà có những cái câu chửi và những câu ngôn từ chửi nó rất đơn giản, hoặc là nó thâm thúy và để lại cho người ta một chút ấn rất là nhiều các bạn ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ bài viết của Lê Tĩnh dành cho một chữ là tiền. Xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like và cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.